Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Hôm nay Thành ở nhà Thành cùng mọi người trong thôn dọn dẹp lại cái sân này, khôi phục lại cái sân này để chơi thể dục thể thao. Và chiều đến thì cho các cháu nhỏ qua đây chơi và những người già đến đây chơi. Ngày xưa chỗ này rất là vui nhộn luôn đấy. Sau một thời gian này thanh niên có vợ có con hết rồi, mỗi người lo một cuộc sống riêng ấy. Nên mọi người là không để ý lại cái sân này. Giờ Thành kêu gọi vận động mọi người là cùng nhau dọn dẹp. Lâu không có người chơi, cỏ rậm tùm. Đây cũng là sân bóng chuyền và sân đa năng ở trong thôn Thành mà có đám cưới đám xin. Mọi người là bác giạp ở đây tổ chức ở đây. Hôm nay thì một số người làm, mọi người rảnh ở nhà thì mọi người ra làm cùng. Đây, buổi sáng thì mọi người cùng nhau là phát được một lúc rồi. Bốn người chắc hôm nay phát cả ngày xong không anh Quỳnh ơi? Anh Quỳnh, hôm nay bốn người phát cả ngày có xong không? Chắc là xong. Đây là những cây cỏ dại này. Nếu mà để như ngày xưa thì có trâu bò nhiều ấy, những cái cỏ này không bao giờ mọc được. Giờ thì mọi người thì dùng toàn bằng con trâu sắt thôi các bác ạ. Con trâu sắt thì không ăn được cái cỏ này. Cái gì Đạt ơi? Sắp được nghỉ lễ rồi. Thành có đón bé Đạt về chơi cùng Thành. Cái gì Đạt? Vừa không mở được TV, Đạt phải gọi Thành vào mở cho Đạt. Giờ Thành gác máy lại đó, đi làm công việc cùng mọi người. Không lúc nữa thì trời nóng lắm, không làm được các bác ạ. Sau một thời gian phát thì bốn người tích cực phát sắp xong rồi. Sắp xong thì trời cũng rất là nắng luôn các bác ạ. Cái cỏ này rất là dài luôn này. Lậm dịch thế này các bạn nhỏ ra đây chơi thì nguy hiểm lắm. Chẳng may là có rắn có rết, nó đi săn mồi nằm đây. Chẳng may là cắn nó vào các bạn nhỏ nào thì khổ thân ra. Thành và mọi người là vừa phát xong rồi. Để cỏ khô thì một là chiều, hai là mai ngày kia là phát dọn. Trời nắng khá to rồi. Phát từ sáng giờ. Giờ có hơn 10 giờ thôi. Chắc phải để mai anh nhỉ? Mai mới đốt với căng lưới được. Đốt được, chiều nay nó mà khô khô đốt. Vâng. Em cảm ơn anh và mọi người nhá. Trời nóng quá, Thành cùng bé Đạt là đi sang bên thác đi tắm suối. Bé Đạt, bơi bơi không? Hả? Là bơi cho bố xem nào. Đạt ơi. Nào. Bơi nào thể hiện nào. Bơi đây hai thằng bơi nào. Đây là cháu Quân. Thành vừa cùng bé Đạt ở trên thác về. Trên thác về là Thành sửa xe cho khách. Sửa mấy con xe chiều nay còn chưa xong. Giờ hết nắng thì trời mới mát này các bác ạ. Hơn 6 giờ rồi. Bé Đạt thì đang ngồi xem tivi. Đạt ơi, con ngồi đây xem tivi nhá. Còn đâu á? Không được xem đâu, bố làm việc đã, bố sửa xe cho khách nhá. Bà Đạt ngồi đấy xem tivi, Đạt bảo còn đâu.
Đặt xem tivi đi. Bố sửa xe cho khách. Đây bố sửa xe đây, thay lốp. Thành thay cái lốp xe extra cho khách ấy. Thay quả lốp to thì Thành móc bằng tay thôi các bác ạ. Đây quả lốp. Lốp này lốp độ ấy. Bánh đằng sau của khách thì là bánh cỡ 120 thôi. Khách là muốn lên đời là 130. Xe khách này cũng vừa thay lốp xong này. Đợt này lắng nóng này. Khách sửa xe nhiều, thay lốp thay sâm nhiều các bác ạ. Sau một ngày lắng nóng mà cái cỏ ở cái sân bóng hôm qua Thành với mọi người dọn ấy đã héo khô hết rồi. Giờ mọi người đang tập trung là đi dọn dẹp và căng lưới với bóng ạ. Cháu Thành bật lửa nha anh có. Cháu Thành cảm ơn cô giấu tên ở bên Anh Quốc, cô tài trợ cho cháu Thành là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng là mua lưới vào bóng này. Lưới bóng là cho mọi người chơi. Cho các cháu trẻ hàng xóm là có chỗ chơi thoáng mát. Và Thành có lắp điện đây này. Điện ở cây là chiếu sáng. Suốt ngày cứ ăn cơm xong là nằm ngủ mệt người lắm. Với lại ai đấy là có cái điện thoại ấy, cứ xem 7 giờ tối lên hết trên giường rồi. Và các cháu này suốt ngày xem thoại ấy cơ. Nếu mà ở chỗ này mà có bóng điện mà có người đến chơi thì mọi người cũng đến chơi đông. Đi ra nào bao. Cháu ra đi, bui. Hết nguy hiểm rồi chứ. Ở chỗ này được rồi, cứ đốt đi. Có bật lửa à? Nhà tôi có kìa, qua lấy đi. Ở chỗ bàn ấy. Em Mai thì em đang đi cắt khoai lợn ở ngoài ruộng. Quay thì quay lại Thành ra ngoài cánh đồng trước cửa nhà Thành ấy. Lúa thì đang trổ bông rồi. Nhưng tình hình mà cứ hạn hán mà cứ nắng như này thì cây lúa sẽ không có hạt đâu các bác ạ. Như cây ngô này, cây ngô này héo hết rồi các bác ạ. Cây ngô nhà Thành cũng đang trổ bông rồi nhưng Thành chưa có thời gian để tưới nước cho cây ngô. Giờ Thành đi xem ai nhà Thành xem. Cá, xem là cá có nhà con nào không. Kìa những chú cá rô này. Nước thì hơi đục. Ao bình thường thôi. Nhưng ở dưới này có con cá to đấy, là cắn người đấy. Thành mới thả thêm một ít cá chê đồng. Chú đang xem cá này, xem có xem nghèo con nào không ấy. Thôi các cháu đi về đi. Không nghèo con nào đâu. À không nghèo con nào à? Đi về thôi. Thành xem nước ao xem là có lạnh hay nóng không. À nước ấm ấm này. Nước ấm ấm này thì nước lông quá. May quá là những chú cá đề kháng là khỏe. May là không bị nghèo chú nào. Các bạn nhỏ nhá. Đang đốt lửa này nguy hiểm đấy. Đang đốt lửa nguy hiểm. Tâm ơi, chỗ này có dây nước nhá. Ấy hộ cả nhá. Cái gì em trai? Đợi anh một tí đã. Đang đi xem cá có chết không đã. Sợ nhỉ, có đúng một ngày thôi. Mà củi... Đúng một ngày mà cỏ vừa phát xong mà héo hết luôn rồi. Đốt là cháy vi vút luôn. Nhặt ve chai để bán lấy tiền uống nước đi. Để chú có miễn phí thì bọn con mua. Chú á? Chú mua miễn phí. Ok, mua cá gì? Mua ve chai. Không. Phải có kẹo cơ. Có kẹo á? Cái này chắc phải cào hết sao mới kịp. Vợ cắt quài đâu đây?
Khoai tốt thế. Tốt mà. Sao gánh nhiều thế? Sao điệu nhớ ấy vào? Sợ đấy, khoai cao hơn người luôn. Khỏe thật thế. Lợn mấy hôm kia lấu mà đã hết rồi á? Hết mà, hết nhanh. Đạt đã đi chơi cùng các bạn này. Xem là bóng mới bóng đâu ra mà đã. Vừa Thành sửa xe cho khách xong rồi. Mấy hôm nay lắng lóng và bận sửa xe quá, Thành không qua được chỗ nhà của hai vợ chồng Bùng Tính. Mong ông bà, cô bác và anh chị thông cảm. Vì sáng nay Thành đi đón bé Đạt này. Và ở nhà chơi cùng bé Đạt và sửa xe. Trời lắng lóng quá. Thành đi đâu thì bé Đạt cũng đòi đi theo. Hôm nay video này thì là Thành dọn dẹp lại cái sân bóng chuyền này. Bé Đạt thì được nghỉ lễ vài buổi 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Thành có đưa bé Đạt về nhà chơi. Hôm nay video rất là ngắn. Có gì mong ông bà, cô bác và anh chị thông cảm. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào, hẹn gặp lại ông bà, cô bác và anh chị. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.